Các bạn thân mến, hiện nay an toàn giao thông đang là vấn đề lớn được cả xã hội quan tâm. Ở nước ta, mỗi năm tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn người. Bình quân, mỗi ngày trên cả nước xảy ra gần 40 vụ tai nạn giao thông, làm chết khoảng 30 người, gây thiệt hại về vật chất hàng nghìn tỷ đồng. Chưa kể đến các chi phí cho những người tàn tật và mất khả năng lao động. Mỗi chúng ta hãy nâng cao trách nhiệm của mình khi tham gia giao thông. Theo báo Công an Nhân dân, nguyên nhân lớn nhất gây ra tai nạn giao thông đường bộ là do người điều khiển phương tiện vi phạm làn đường, phần đường chiếm 20,51%, còn các vi phạm khác như vi phạm tốc độ xe chạy chiếm 5,52%, lái xe sử dụng ma túy chiếm 0,04%, lái xe sử dụng bia, rượu chiếm 1,46%. Bên cạnh đó, người tham gia giao thông chưa tuân thủ nghiêm các quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Vì vậy, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mọi người cần đối với người dân ven các tuyến đường, tuyến phố, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh buôn bán, treo, đặt biển quảng cáo, làm mái che, mái vẩy, gây cản trở giao thông, không vứt rác ra đường, gương mẫu trong các hành vi văn hóa giao thông. Đối với người điều khiển phương tiện giao thông, không vi phạm về nồng độ cồn, quy định về tốc độ, không vượt đèn đỏ, không đi vào đường cấm, ngược chiều, không phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, không vi phạm làn đường, vạch sơn, không đi xe trên hè phố, dùng còi xe phù hợp, dừng đỗ đúng nơi quy định, nhường đường khi tham gia giao thông. Đối với người đi bộ trên vỉa hè, sang đường đúng nơi quy định, đi đúng vạch sơn tại nút giao, bảo đảm đi đúng phạm vi đèn tín hiệu cho phép, quan sát kỹ khi đi đường, nhất là khi qua nút giao, không tụ tập dưới lòng đường. Nếu vi phạm, người đi bộ sẽ bị phạt theo quy định tại Điều 9, Nghị định số 171/2013, Nghị định Chính phủ, quy định xử phạt hành chính như sau. 1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 50.000 đồng đến 60.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Không đi đúng phần đường quy định, trừ hành vi vi phạm quy định tại điểm B khoản 2 điều này. B. Không chấp hành hiệu lệnh hoặc chỉ dẫn của đèn tín hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường. C. Không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, người kiểm soát giao thông. 2. Phạt tiền từ 60.000 đồng đến 80.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Mang vác vật cồng kềnh gây cản trở giao thông. B. Vượt qua giải phân cách, đi qua đường không đúng nơi quy định hoặc không đảm bảo an toàn. C. Đu bám vào phương tiện giao thông đang chạy. 3. Phạt tiền từ 80.000 đồng đến 120.000 đồng đối với người đi bộ đi vào đường cao tốc, trừ người phục vụ việc quản lý, bảo trì đường cao tốc. Để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông và góp phần giảm hậu quả tai nạn giao thông, mỗi cá nhân chúng ta cần 1. Tuân thủ quy định tốc độ khi lái xe. 2. Đã uống rượu, bia, không lái xe. 3. Điều khiển xe đi đúng phần đường, làn đường. 4. Đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy. An toàn giao thông là hạnh phúc của mọi người, mọi gia đình. Hãy văn hóa, lịch sự khi tham gia giao thông.